ra để giúp mình ha thì các bạn search trên uh, YouTube đó thì uh, cái thanh tìm kiếm các bạn tìm uh, heo vkt vlog và các bạn uh, tìm và bấm đăng ký giúp mình nha đăng ký giúp mình ủng hộ cho mình lên uh, 1.000 lượt đăng ký các bạn đăng ký xong các bạn bấm vào cái quả chuông mới được tính nha đó rồi Cảm ơn các bạn rồi đây đăng ký ủng hộ heo vkt Ok Cảm ơn các bạn rất nhiều Nhớ nha, nhớ nha đăng ký nhầm heo nha các bạn Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức cái video thôi Hello, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT thì yeah, hôm nay mình chơi con thiên long bác bộ ha con này nó ra anh cũng ba bốn ngày rồi nhưng mà mình sợ nó bị lắc nên mình không có úp thì qua vài ngày thấy nhiều kênh đăng mà nó không chết thì hôm nay mình giới thiệu các bạn ha đây gọi lại nha bấm dưới này nút màu xanh rồi đặt tên nè rồi đây mật khẩu đây là mật khẩu. Rồi đây là Gmail ha. Rồi, bấm OK. Tôi sẽ quay đều. Rồi, ok, vào game đó. Đó. Rồi bạn nào muốn mình mà Sub luôn cái này ha Mấy cái này thì inbox cho fanpage ha Đó Bản này mình thấy là khá là mượt ha Chắc do hổm gài là mấy kênh chưa có ai phá nên nó còn mượt vậy đó Kinh nghiệm là nên chơi con này con này cũng đi lụm ơi ha lụm mà lụm lâu rồi chơi trên đang chơi trên pc nên nó rất là cực khổ ha trên con này nó có một cái hay Ví dụ mấy thằng này lên đây rồi chút đánh cái một dèo 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 khoái cái kít này của nó là đó 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 một phát một không nhân từ gì hết ha thấy uh, súp cũng khá mượt ha Trong cái thằng này nói chuyện không được kiều phong nè à bét của người ta đậu phụ rồi bây giờ uh, hướng dẫn cho các bạn thâu luôn Hỏi làm mất thời gian của các bạn Rồi Ở đây chúng ta có cái link gầm mê Đó Mật khẩu Và tên đăng nhập Đăng nhập vào ha Không bao giờ Đó Nhập cái ID của các bạn Để mình dịch cái này ra cho các bạn dễ nhìn Đó Dễ nhìn hơn rồi thấy không nhập tên vật phẩm đã được thêm vào nhóm gm đây id và số phôi thôi ha đây là chỉ nạp tiền thôi lâu quá không chơi nó thoát ra vào lại ha tào lao gớm nhỉ. rồi bây giờ chúng ta tìm cái id ha rồi chỉ lại nè đây ở đây id nè ít có dài lắm ha ráng nhớ ha bây giờ kéo nó qua đây đi nhập vô nè bốn d b c một hai ba bốn gạch một hai ba bốn hai sáu bảy tám chín nạp ok cái này nó dịch là nè đã, đã nạp thành công vào thư xem lại ok rồi vào hư không thấy gì hết chúng ta vào đây rồi chúng ta bấm vào chữ nạp rồi chúng ta bấm vào chữ nhận lại đó vô rồi ha nhớ xem cho kỹ nha các bạn không rồi chút lại đi hỏi mình rồi mình không trả lời ha, bận này bận kia cái đồ trách hờn vu vơ ha, chữ duma dume khổ lắm đó quà wow, vip nè à, đó đó để nè đạt vip 12, hai vip mười một nhận quà đó đó áo ngực nè đó nè áo ngực áo nè áo hai dây nè sú chen đó các bạn nói theo mà cái cách văn hoa người ta gọi là Sú chen á này gì ạ lấy vợ chín mới mặc được thì cho làm cái gì ạ cho cho có hời thôi hả tuổi đây bản này nó dịch hết rồi nhưng mà vẫn còn một số thứ ha nó không chịu dịch luôn Mở lần được có 10 ô trời ơi, trời ơi Ôi trời ơi Đừng có ông nội nào mở cái này dùm tôi cái ha Đây Nè đừng có mở cái bao lì xì ha Vì các bạn mở bao lì xì nhiều thì admin nó sẽ biết ha Và nó sẽ bị lắc server ha Đó là cái kinh nghiệm chơi của vài cái server rồi Còn ông nào không nghe thì cứ nhận sập thì hối hối chơi Hiện tại thì em nó đang rất là mượt. Mất kết nối. Mất kết nối. Pin rất là cao ha. Pin nè, đó có chết, vâng lắc luôn đủ phòng thấy không nhiều bạn ăn cái này là thấy ăn cám rồi đó chưa thấy biết có được đồ gì trong đó không mà thấy là thấy ăn cám đó Rồi chạy nhiệm vụ cho nó lên level chút cái Lắc nữa rồi Tao nói nó khổ gì mà khổ hay bệnh hồn Khá là lắc nha Thông báo trước rồi để mất công bị ăn chửi nữa Dạo này sơ hở cái là bị ăn chửi miết Xe vờ nó không có bán đá hả ta Xe vờ này không có bán đá sáo ha, ha Hơi bị chua à Kỳ bảo hiện thế Mẹ ra gần Nè, ấy, chữ m là mẹ ra gần chứ còn gì nữa Đã Đù cái nhiệm vụ đầu tiên bị lắc rồi Thiệt luôn á, thiệt tức chết luôn á trời ok cưỡi ngựa con rồng ở đâu không biết con rồng nó nằm ở đâu luôn thiệt chứ bà mẹ nó nhận không được má bực bội kinh nghiệm cho cũng ít nữa ha ít thiệt bản này hô có bản gốc của bản hôm bữa của mình ôi bye bye chào tạm biệt ha rồi các bạn cứ dễ mà thâu ha mình sẽ để tất cả dưới phần miêu tả còn không biết thì lên xem video bớt hỏi những thứ linh tinh mà có trong video ha nó muốn khang cổ luôn rồi. hức tới ba bốn giờ sáng để làm cái video hướng dẫn mà không coi vô rồi hỏi tàu lao mới lao má đang ngủ mở mắt ra thấy chửi là thấy quê long rồi rồi bye bye chào tạm biệt các bạn ha